gian nan ngày đêm, sóng chiều nắng mưa dài dầu, không ham sâu xa, không đua đòi xe lớn nhà cao. Nhà chúng ta sẽ có tới hai lớp cửa, một lớp cửa cổng bên ngoài, một khoảng sân 2 mét đậu xe máy bên trong, một lớp cửa nhôm và một khu vực đậu xe hơi. Dưới cầu thang thì quý vị sẽ có vệ sinh dưới tầng trệt. Và phía sau khu vực không gian gara xe hơi là không gian phòng khách. Phòng khách thì sẽ có sofa kết hợp với tủ kệ tivi, phía sau là giếng trời. Khu vực không gian phòng khách phía sau thì có quạt trần Panasonic, có sofa và có dán giấy treo tranh, có ốp gạch 60 cũng như là có tủ kệ để đồ dưới cầu thang. Ở lầu 1 này thì quý vị sẽ có không gian phòng ngủ đầu tiên với giường ngủ 1m8 và không gian phòng bếp sẽ nằm phía trước nha. Phòng ngủ đầu tiên thì có giường ngủ 1m8 này, tủ áo đóng đụng trần, có máy lạnh sáp tặng kèm và có vệ sinh trong, cũng như là có cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau. Phòng vệ sinh có phòng ngủ số 1 thì... Và đây là không gian phòng đầu tiên, phòng ngủ số 1. Với cách thiết kế như thế này thì quý vị sẽ có khu vực dưới tầng trệt là gara xe hơi và phòng khách. Trên lầu 1 sẽ là không gian phòng bếp và phòng ngủ đầu tiên. Không gian phòng bếp thì có bàn ăn sau ghế, có tủ bếp được làm bằng chất liệu gỗ sồi đóng đụng trần, có bồn rửa chén bát, giá kệ để chén bát, bếp âm, khu vực gắn máy hút mùi và có vệ sinh trong luôn. Nhà này thì có tới 5 phòng vệ sinh. Ngay không gian bếp là hệ thống cửa ra ban công, cửa sổ và cửa ra ban công 1m2, được trồng cây xanh bên ngoài. Qua bao nhiêu năm nghèo nhưng tình càng sâu, đêm đêm. Trên đây là không gian hai phòng ngủ tiếp theo. Phòng ngủ này thì có giường ngủ đầy đủ nội thất, máy lạnh, vệ sinh trong, giếng trời và tủ áo cũng như là chăn ga gối nệm. Và qua bên đây quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3. Phòng ngủ ngoài này rất là rộng này, phòng ngủ master nha quý vị. Phòng ngủ số 3 này thì cũng có giường ngủ 1m8, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, cửa sổ ra ban công và cửa ra ban công, có máy lạnh, có tủ áo đóng đụng trần. Ngoài này thì ban công 1m2, có lan can bên ngoài và có cây xanh cũng như là những trần được ốp nhựa. Sàn phòng ngủ thì gia chủ ốp gạch giá gỗ, có dán giấy treo tranh, có máy lạnh và có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh có phòng ngủ master này sẽ có bồn tắm nằm nha quý anh chị. Bồn tắm nằm với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vệ sinh ốp gạch phun trần. 18m. Có 4 phòng ngủ và có phòng thờ rộng, cũng như là có phòng tập thể dục trên sân thượng, cũng như là sân thượng bên trên nữa. Nhà rất là cao, đây là phòng ngủ số 4 này, cũng đầy đủ nội thất nha quý vị. Và qua bên đây, quý vị sẽ đến với không gian phòng thờ, phòng tập thể dục. Bên bếp lửa hồng, ngồi ôm dì vang, thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có mắm cha khay rượu đôi buồn cao thôi, còn thơ hai đứa xa đời